Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 2 bài đường thẳng qua đường cong nhé. Chúng mình xem bài giảng của thầy Liêm. Nếu các em khai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học đường thẳng qua đường cong. Như vậy là trước hết mình sẽ vẽ một đoạn thẳng. Như vậy mình nhớ đoạn thẳng là gì? Đoạn thẳng có nghĩa là mình sẽ bị giới hạn ở hai đầu. Mình chấm hai điểm ở hai đầu. Giờ mình sẽ dùng cái khúc thẳng mình kẻ một đoạn thẳng nối hai đầu lại thì chính là đoạn thẳng nha. Bây giờ mình sẽ kéo dài đoạn thẳng mới vẽ về hai phía. Như vậy là mình sẽ kê cái thước vô, mình vẽ từ đây ra và từ đây ra. Thì đây chính là hình ảnh của cái đường thẳng. Có nghĩa đường thẳng sẽ không bị giới hạn ở hai đầu nha. Còn đoạn thẳng thì sẽ bị giới hạn ở hai đầu. Giờ đường thẳng thì mình thấy nó thẳng bằng như thế này nha. Còn đường cong thì nó sẽ cong lên cong xuống. Đúng không? Đây. Đây là hình ảnh một cái đường ray xe lửa, đây là uốn cong, đúng không? Uốn cong lên và uốn cong xuống, đúng không? Thì người ta gọi là đường cong nhé. Và khi mình đi theo đường cong, nếu mình từ ở trên mình xuống thì mình thấy tốc độ nó sẽ nhanh dần, đúng không? Còn nếu mình ở dưới mình chạy lên trên thì tốc độ nó sẽ giảm dần, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu thực hành số 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng và bạn kiến nào bò theo đường cong nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nhé. Giờ trước hết là mình thấy là bạn kiến xanh này đang bò theo một đường thẳng, đúng không? Mình thấy là đường này nó thẳng băng này, thì chính là đường thẳng nhé. Như mình trả lời nhé. Bạn kiến xanh bò theo đường thẳng. Bạn kiến xanh lá nhé, mình để là xanh lá. Bạn kiến xanh lá, vì ở đây mình có hai bạn kiến xanh, là bạn kiến xanh lá, một bạn kiến xanh xanh dương, đúng không? Bạn kiến xanh lá sẽ bò theo đường thẳng nhé. Giờ còn bạn kiến xanh dương thì sẽ bò theo đường cong, đúng không? Đúng. Giờ tiếp theo là bạn kiến đỏ thì như thế nào? Bạn kiến đỏ thì cũng bò theo đường cong, đúng không? Như vậy là mình sẽ trả lời là bạn kiến xanh dương và bạn kiến đỏ, đúng không? Bò theo đường cong. Còn xanh lá và bạn kiến vàng thì sao? Bạn kiến vàng thì cũng bò theo đường thẳng, đúng không? Nhưng mà trả lời là bạn kiến xanh lá và bạn kiến vàng bò. Như vậy mình sẽ có là bạn kiến xanh lá và bạn kiến vàng bò theo đường thẳng. Còn bạn kiến xanh dương và bạn kiến đỏ sẽ bò theo đường cong nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, mình sẽ đọc tên các đoạn thẳng đường thẳng nhé. Như vậy là mình sẽ có mẫu. Đoạn thẳng thì mình nhớ là nó bị giới hạn ở hai đầu, đúng không? Đoạn thẳng AB có nghĩa là bị giới hạn ở hai đầu, đầu A và đầu B. Còn đường thẳng AB thì sẽ không bị giới hạn ở hai đầu. Và A và B sẽ nằm trên đường thẳng AB, đúng không?
Giờ mình sẽ làm câu số 2. Giờ chữ hớ mình sẽ kể tên các đoạn khẳng chứ nha. Như vậy mình sẽ có cái đoạn khẳng là C, CD đúng không? Mình thấy đây là một đoạn khẳng vì bị giới hạn ở hai đầu đúng không? Mình thấy cái này nó khẳng và bị giới hạn hai đầu, đó chính là đoạn khẳng nhé. Giờ đoạn khẳng nào nữa nè? Chính là UT đúng không? Mình thấy là đây nó khẳng và bị giới hạn ở đầu, chính là đoạn khẳng UT. Đúng không? Tiếp theo là mình sẽ nói về các đường khẳng nhé. Kể tên các đường khẳng. Giờ đường thẳng là mình thấy là MN, mình thấy nó không bị giới hạn hai đầu, nó bị dài dài luôn đúng không? Như là đường thẳng MN. Tiếp theo là đường thẳng HK, mình thấy HK thì mình thấy nó cũng thẳng và nó không bị giới hạn ở hai đầu nên nó chính là đường thẳng. Đúng. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo là phần đất nước em, hình ảnh đường thẳng đường cong. Như vậy ở đây mình thấy đây là đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, thì mình thấy đây là giống như một cái đường thẳng đúng không? Đây thì mình thấy nó thẳng bằng và mình thấy là gần gần hầu như là nó không bị giới hạn, thì đó chính là hình ảnh của đường thẳng. Thì đường cao tốc thì sẽ có một chỗ có một khúc, một đoạn thẳng, một đoạn cong, như vậy đây là hình ảnh của đường thẳng nhé, đúng không? Còn dưới đây là khúc cong của cái đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, thì đây chính là đường cong. Giờ tiếp theo mình sẽ có một cầu, người ta kêu mình yêu cầu mình tìm vị trí của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn trên bản đồ trang 130. Giờ bây giờ mình sẽ tới một trang 130 mình xem vị trí của Bắc Giang và Lạng Sơn nhé. Giờ bây giờ mình sẽ đến trang 130 để tìm tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn trên bản đồ nhé. Giờ như vậy mình nhớ đây là Bắc Giang và Lạng Sơn sẽ thuộc về miền Bắc nhé. Ở đây là Hà Nội của mình, đây là thủ đô Hà Nội. Như vậy đây là Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, đúng không? Là thuộc về Tây Bắc, nằm phía Tây Bắc của Hà Nội đúng không? Đây là Bắc Giang và Lạng Sơn đúng không? Đây Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn nhé. Giờ tiếp theo là hoạt động thực tế, nói với người khăn về hình ảnh đường thẳng đường cong. Như vậy là mình sẽ nói chuyện với người khăn của mình về các hình ảnh đường thẳng đường cong. Ví dụ trong nhà mình thì có những đường thẳng này, những đường cong này, đúng này. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá dạng gì thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em đã chưa đăng ký kênh thầy Lim, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới của thầy Lim nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.